Bác Quỳnh bây giờ đang chuẩn bị dọn dẹp để đón Việt Kiều Mỹ đây. Để coi dọn dẹp để cho nó gọn gàng sạch sẽ để làm mở cái quán cà phê Việt Kiều ở tại nhà. Coi như khung cảnh cũng đẹp lắm ha, hữu tình thì cái nọ. Nếu cà phê thì không không, không có cà phê ôm đâu nha. mà có hát hỏng ôm thì không biết nữa. Thì chờ đón Việt Kiều Mỹ. Bây giờ con gái út đang nấu ăn đây nè, đang nấu ăn chuẩn bị sẵn sàng cho Việt Kiều Mỹ đây này. Đó, đang đón Việt Kiều Mỹ về nấu ăn trước mấy tuần lễ. Nhưng mà nếu mà nó nấu mà mấy tuần lễ nhưng mà mẹ nó cho ăn đồ ăn được cũ không có ngon nên ta giờ nấu thôi, nay thì nấu tạm thời cho nấu thử coi nó ngon hay không đã, rồi mai kia biểu diễn cho Việt Kiều Mỹ ăn thử coi thế nào. Coi con gái út nấu ăn như thế nào ha. Bây giờ nấu để có bắt đầu mời Hoa để Khánh để kia nọ tới ăn coi coi thưởng thức cái món ăn của bên Úc đây như thế nào. Có để mai kia mất công bên Mỹ về chê mày nấu ăn dở. anh Quỳnh anh Quỳnh nói vậy là coi nó vô trong này đó. Ăn thì cũng ăn thì thôi ha, không ăn thì ra kéo nhau ra tiệm mà. Tiệm thì nó không có không có phẩm chất như ở nhà nấu. Ở nhà nấu thì có hầm xương rồi ham bà lăng hết, nó đủ đủ vô vị cho nó ngon. Đó, khung cảnh ở đây coi rất là đẹp bà con ha, rất là đẹp, coi như sáng nhâm nhi cà phê rồi tối nhâm nhi mấy chai rượu này kia nọ, rượu Minh Mạng ở đây bán nhiều lắm. Nếu mà có mang rượu Minh Mạng thì có mang bà xã theo, không mang bà xã theo thì thì cái đó thì không chịu trách nhiệm nha. Rượu Minh Mạng đây nó bán quá chừng nè, đêm 7 ngày ngày 4 luôn à, có ngày 3 nữa, đêm 7 ngày 4 à. Còn hơn vô Minh Mạng một một bậc. Ok, quay vui vui cho chú bà con coi chút xíu vậy nha. Đó, bắt đầu mình tải lên cho để bà con thấy cái lòng mong đợi của bên Việt Nam đang chờ Việt Kiều Mỹ number one đó. Thì hy vọng rằng Việt Kiều Mỹ sẵn sàng đón nhận cái lời mời ở bên Việt Nam. Rồi, xin chào bà con nha. Rồi, bye bye.